cánh rừng mát mẻ, lên giường sẽ nghỉ ngơi một lát. Việc không lo về miếng ăn đôi khi làm cho cuộc sống trở nên nhàn hạ hơn. Nhưng cuộc đời thì không thể nói trước được điều gì. Không lo về cái này thì lại trăm thứ lo về cái khác. Sóng gió bủa vây có thể ập tới bất kỳ lúc nào. Giây phút bình yên không bao giờ kéo dài được lâu. Khi con mồi nghỉ ngơi cũng là lúc con báo săn này làm việc. Mọi hoạt động của bầy linh dương đã lọt hết vào tầm ngắm của nó. Bầy linh dương có vẻ như chưa nhận ra mối nguy hiểm cận kề. Thận trọng và lén lút, kẻ đi săn làm rất tốt công việc này. Nó phải có một khoảng cách hợp lý nhất để đua tốc độ với con mồi. Càng gần thì tỷ lệ thành công càng cao. Cuộc săn bắt đầu. Cặp sừng tiến đầu linh dương không bao giờ làm cho chúng trở nên đáng sợ, bởi chúng chỉ có biết mỗi việc bỏ chạy quen thuộc. Thợ săn đã bắt được con mồi. Kẻ đi săn nhanh như điện. Nó luôn biết cách né và lập tức vô hiệu hóa sự phản công kém hiệu quả của con mồi. Sự áp đảo về quân số chẳng giúp ích gì cho đồng loại. Một con vật gặp nạn lại đổi lấy ít giây phút bình yên tiếp theo cho cả đàn. Thì ra, con báo săn này quyết tâm săn một con mồi trưởng thành là vì cần nhiều thức ăn cho đám con của nó. Khi điểm yếu là cái cổ họng bị bóp ngặt, con mồi hoàn toàn mất khả năng kháng cự. Đám nhỏ sắp có một bữa ăn thành soạn rồi. Báo săn mẹ sẽ dạy cho con mình cách xẻ thịt con mồi lớn này. Ôi không, một bất ngờ lớn đã xảy ra. Thì ra linh dương gặp nạn giả chết. Nó đã đánh lừa báo săn mẹ một cú đầu. Con báo thấm mệt vẫn cố gắng đuổi theo. Đúng là đời, không biết đâu mà lần. Thật thật giả giả, không có gì là không thể xảy ra. Kẻ đi săn quá mệt, ngồi thở dốc thật đáng thương. Bài học đầu tiên nó dạy cho đám con của mình là đừng vội tin vào những gì mà mắt mình trông thấy. Mọi cú lừa phần lớn đến từ sự cảm nhận của thị giác.